Ken, chú voi con. Này Mumu, hôm nay sinh nhật bạn, bạn có tổ chức một bữa tiệc không? Không lúc, tôi không muốn có một bữa tiệc. Tại sao Mumu buồn quá vậy? Mình có một ý tưởng, mình sẽ lên kế hoạch cho bữa tiệc sinh nhật thật bất ngờ của cậu ấy. Điều đầu tiên chúng ta cần cho một bữa tiệc sinh nhật là bánh sinh nhật. Tôi sẽ nướng một chiếc bánh dâu tay ngon. À ha, và nó đã hoàn thành. Tôi chắc chắn Mumu sẽ thích nó. Cái bánh màu hồng của tôi trông rất ngon, phải không? Wow, một chiếc bánh ngon. Cho tớ xin một miếng với. Không Ken, đây là bữa tiệc bất ngờ cho Mumu. Đây, bạn có thể treo một vài quả bóng bay lên. Nhìn quả bóng trang trí màu xanh này. Yay! Này các bạn, mọi thứ đều tuyệt vời. Nhìn tôi đội mũ dự tiệc màu cam này. Tuyệt quá phải không? Yay! Xong cả rồi. Này, nhìn này, Mumu đây rồi. Ngạc nhiên chưa? Wow, điều này thật tuyệt vời. Đây là quà của bạn Mumu. Nhìn này là chiếc hộp màu xanh lá cây. Một ngày thật là vui. Và chúng ta cũng đã học được màu sắc. Bánh màu hồng, bóng bay màu xanh dương, nón tiệc màu cam, và hộp quà màu xanh lá. Yay, hy vọng bạn vui. Hẹn gặp lại lần sau. Chào, mình là Ken chú voi con. Hôm nay bạn khỏe chứ? Chúng ta sẽ chơi một trò chơi thú vị. Mình có một cuốn sách lớn về các trò chơi để học. Nó thật tuyệt vời. Bạn sẽ chơi với mình. Chúng ta sẽ chơi nối đồ ăn với hình dạng. Yay! Trò này sẽ thật sự thú vị đây. Bạn sẵn sàng chưa? Bắt đầu thôi. Nhìn nè, chúng ta có ba hình dạng. Đây là một lát bánh mì. Nó là một hình tam giác phải không? Không phải hình tam giác. Nó là một hình vuông. Tốt lắm. Bây giờ bạn có thể nối hình quả dưa hấu được không? Hình triangle đúng không? Không, không phải. Đó là một hình tròn. Phải, làm tốt lắm. Vậy còn lát phô mai này? Đó là hình tam giác. Tuyệt vời. Bạn nối ba món đồ ăn này với đúng hình dạng rồi. Còn cái bánh quy này thì sao? Có phải là một hình tròn không? Không, nó không phải. Nó có phải là một hình tam giác không? Nó phải là một hình vuông rồi. Đúng vậy, nối hay lắm. Vậy còn cái bánh vòng này? Nó là một hình tròn chính xác. Và hãy nhìn vào hình triangle này đi. Bánh nacho, khớp hoàn hảo. Giỏi lắm, làm rất tốt. Ồ, nhiều đồ ăn hơn nè. Được rồi, một lát cam. Nó là một hình tròn. Làm tốt lắm. Vậy còn miếng bánh pizza thì sao? Nó có phải là hình vuông không? Không phải. Đó là một hình tam giác. Tuyệt vời, làm tốt lắm. Ồ, còn món bánh nướng ngon tuyệt này thì sao? Đó là một hình vuông. Bạn lại nói đúng hình nữa rồi. Bạn đang chơi trò này giỏi lắm đó. Vậy còn cái bánh quế thì sao? Hình vuông phải không? Đúng vậy, ngay lần đầu tiên, giỏi lắm. Vậy còn cái này, nó có phải là một hình tròn không? Không, đó là một hình tam giác. Nói hay lắm. Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, chúng ta có một viên bánh quy sô-cô-la. Tất nhiên nó có hình tròn. Tốt lắm, bạn đã nói đúng tất cả hình dạng. Thật là vui phải không? Bạn đã học cách nối các hình dạng và đồ ăn. Cái bánh mì kẹp ngon lành này hình vuông và bây giờ nó là hình tam giác. Mình sẽ đợi nó nguội. Nhưng trước hết, tạm biệt. Chào các bạn, mình là Ken chú voi con. Các bạn khỏe không? Hôm nay chúng ta sẽ làm pizza. Ngon ngon. Món yêu thích của mình. Cùng làm topping nha. Yay, mình thích làm bánh quá. Đây là đế pizza với sốt cà chua và phô mai phủ lên trên. Sẵn sàng thêm topping. Và đây là một vài chữ cái
và một vài chữ cái khác trên đế pizza để chúng ta nối lại. Bạn chữ cái. Bây giờ chúng ta sẽ thêm topping lên trên bánh pizza bằng cách dùng các chữ cái trong bảng chữ cái. Yay, bạn sẵn sàng chưa? Bắt đầu thôi. Chữ cái đầu tiên là A. Topping nào có chữ A? Đó là cái này. Yay, pepperoni. Pepperoni là chữ A, nên hãy đặt nó trên tất cả các chữ A. Làm tốt lắm, tuyệt vời. Mình thích ăn pepperoni. Tiếp theo là gì? Chữ P. Vậy món nào là chữ P? Cũng là món mình thích. Olive đen. Đặt ở đâu đây? Trên tất cả các chữ P. Yay, tuyệt vời. Tiếp theo là chữ C. Bạn có thể thấy chữ C là topping gì không? Nó là nấm. Mushroom. Yay, thêm một ít rau củ. Chúng ta yêu rau củ mà. Đặt lên chữ C nào. Mushroom. Đủ mushroom trên bánh pizza này rồi. Tiếp theo là chữ D. Tốt lắm. Chữ D là một miếng cà chua. Tomato. Bây giờ đặt ở đâu? Trên các chữ D. Yay, tốt lắm. Tomato, cà chua đây. Tomato, cà chua đây. Bây giờ chúng ta có chữ Y. Và nó là một broccoli. Bông cải xanh. Yay, thêm rau củ. Hãy đặt chúng lên trên bánh. Ta-da. Chiếc pizza này trông ngon quá. Cuối cùng chúng ta có chữ F. Bây giờ nó là món gì? Đó là phô mai, cheese. Và nó được đặt ở giữa cái bánh. Yay, nếu bạn vui thì hãy thêm phô mai. Yum yum yum. Mình muốn ăn lắm rồi. Phải, mình cá là bạn cũng muốn. Cảm ơn vì đã giúp mình đặt topping lên trên bánh pizza. Nó rất vui. Yay. Lúc khác chúng ta chơi tiếp nhé. Và đăng ký kênh của mình để xem thêm video. Tạm biệt. Chào các bạn, mình là Ken. Ken, chú voi con. Hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu về các đồ vật phù hợp với nhau. Có rất nhiều đồ vật xung quanh chúng ta có liên quan đến nhau và ăn khớp với nhau. Ví dụ, chiếc xe buýt này. Cái gì làm cho nó có thể chạy được? Các bánh xe. Đúng vậy, các bánh xe giúp cho xe buýt chạy được trên đường. Như vậy, tất cả các phương tiện giao thông đều có bánh xe. Một chiếc ô tô, một chiếc xe đạp, một chiếc xe kéo, một chiếc xe tải. Và bánh xe phù hợp với tất cả những loại xe này. Đúng vậy. Đúng vậy. Bây giờ, bạn có thể tìm giúp mình những thứ khác phù hợp với nhau được không? Yippee! Bắt đầu nào! Đi thôi! Một cái cây. Cái gì phù hợp với cây? Có thể là một cái mũ không? Không. Một chiếc dù thì sao? Không.
Đúng, đúng rồi, đó là những chiếc lá. Lá và cây khớp với nhau. Thật hoàn hảo, làm tốt lắm. Tiếp theo là gì? Một con cá. Bây giờ, cái nào phù hợp với con cá? Một bánh xe? Không. Một quả táo thì sao? Không, không phải quả táo, nó không hợp với cá. Còn một bể nước thì sao? Yay! Đúng rồi. Một con cá chỉ có thể sống trong nước, bạn biết không? Và nước phù hợp nhất với cá. Làm tốt lắm, bạn ngày càng giỏi hơn trong việc này đó. Tiếp theo là gì? Một cái mũ. Nó hợp với chỗ nào? Trên cây hả? Không, không. Một chiếc xe buýt thì sao? Chắc chắn không phải trên xe buýt. Mình biết, thật dễ dàng, nó hợp với đầu của mình. Đúng vậy, cái này hợp với đầu của mình. Nhìn ổn lắm, phải không? Vui quá, mình thích những chiếc mũ. Các bạn cũng đang vui lắm, có đúng không? Thật tuyệt khi tìm hiểu để biết những thứ gì phù hợp với nhau. Hãy tiếp tục theo dõi và hẹn gặp lại. Tạm biệt. Ken, chú voi con, chào. Mình tên là Ken. Thật là một ngày tuyệt vời phải không? Hôm nay mình sẽ nướng bánh. Mình thích nướng bánh. Mình sẽ nướng, nướng, nướng. Và trộn, trộn, trộn. Ngon, ngon. Không biết mùi hương ngon lành này là gì? Sắp xong rồi. Để mình xem. Để làm cho nó hoàn hảo, chúng ta hãy thêm một ít kem phủ sô-cô-la. Ngon, ngon. Cố lên, Luke. Đánh nó ra đi, hồi hộp quá. Xong rồi. Có mùi gì đó ngon quá. Đi thôi. Wow Ken, chiếc bánh này trông ngon quá. Tụi mình ăn chung được không? Được, tất nhiên là được. Tụi mình muốn ăn bánh. Mình muốn ăn bánh. Mình cũng vậy. Chúng ta phải học cách chia sẻ. Vậy chúng ta chia bánh thành những phần bằng nhau nhé. Làm sao để chia bánh này thành những phần bằng nhau đây? Mình sẽ chia nó thành 4 phần. Một phần cho Mu Mu. Một phần cho Luke. Một phần cho Tim. Và phần cuối cùng cho mình. Bây giờ chúng mình đã có những phần bánh bằng nhau rồi. Thật là tốt, ngon quá đi. Nhâm nhâm nhâm. Chia sẻ luôn là điều tốt. Chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ chơi một trò chơi thú vị có tên tìm đồ vật. Đúng rồi. Tìm kiếm luôn luôn thú vị phải không? Vậy, mình sẽ cho bạn biết mình tìm cái gì và bạn phải giúp mình tìm thấy nó. Sẽ rất vui. Bắt đầu nào. Hãy tìm apple, quả táo. Bạn có thấy quả táo đâu không? Nó ở đâu? Quả táo ở đâu? Trên cây hả? Trên bãi cỏ? Trên băng ghế ngồi? Ở đâu, ở đâu? Ở đó. Bạn đã tìm thấy nó. Làm tốt lắm. Hãy tìm car, xe hơi. Bạn có thể tìm thấy chiếc xe hơi màu đỏ của mình không? Nó đâu rồi? Nó ở trên ghế hay trên sàn nhà? Bạn có thấy chưa? Ở trên kệ. Yay, nó đây rồi. Bạn đã tìm thấy chiếc xe đỏ của mình. Vroom vroom. Hãy tìm soccer ball, quả bóng. Bạn có thể tìm quả bóng của mình không? Nó ở trên bàn hả? Hay trên giường? Ở trên sàn nhà. Nó đâu rồi? Đây rồi. Bạn đã tìm thấy nó. Làm tốt lắm. Quả bóng của mình. Tìm snowman, người tuyết. Bạn có thể tìm người tuyết không? Nó ở bên phải hả? Hay nó nằm ở phía trên? Hay ở phía dưới? Hay là nó nằm ở phía bên trái? Yay, nó đây rồi. Ở phía dưới bên trái.
Làm tốt lắm, các bạn đã tìm được nó. Bạn có thể tìm banana, quả chuối không? Bạn có thể tìm một quả chuối không? Chuối nằm ở đâu? Nó chỗ dĩa rau trộn hả? Không. Hay là tô rau? Không. Yay! Bạn đã tìm thấy nó. Tuyệt vời. Giỏi lắm. Trò này vui quá. Các bạn giúp mình tìm đồ của mình. Cảm ơn. Tiếp tục theo dõi Ken, chú voi con để chơi những trò chơi thú vị hơn. Tạm biệt. Hi, I'm Annie and I'm in a magical fruit garden. Come on, let's go. An apple keeps the doctor away. Let's have an apple every day. An apple keeps the doctor away. Eat and play and play. Apple! What's next? It's an orange! Oranges, oranges from the tree fall. Oranges, oranges, orange fall. So juicy, so tangy, perfect they are. Banana, banana's a very yummy fruit. Yellow color, tasty, what a lovely fruit. It makes you smart, it makes you strong. If you like bananas, sing along to the song. Wow, this is yummy! What do you want next? A strawberry? Sure, let's find it. Strawberry, strawberry. Collected in my basket. Apple, orange, banana, strawberry, grape. Yum! Hope you liked all the fruits. Bye-bye. Khu vườn nho của mình nè. Oh, xin chào, mình không thấy các bạn. Mình là Ken, chú voi con. Yay! Và mình đang ở trong vườn của mình. Mình thích ở trong vườn. Nhìn những cây, hoa và bướm xinh đẹp này đi. Mình thích ở trong vườn lắm. Nhìn nè, mình đã hái được một giỏ hoa đẹp đây. Bạn muốn xem không? Mình nóng lòng muốn cho các bạn xem quá. Bạn có thể chỉ ra những loại hoa nào trong giỏ của mình không? Bắt đầu thôi. Đây là hoa gì? Nó màu vàng và trông giống như một mặt trời lớn. Nó là tulip hả? Hoa hồng, rose. Hay sunflower, hoa hướng dương. Yay, nó là hoa hướng dương. Woohoo, hoa mình thích. Đây là hoa gì? Nó màu đỏ, có phải là hoa sen, lotus không? Hay là hoa loa kèn, lily? Hay là tulip? Không. Đó là rose, hoa hồng. Yay, làm tốt lắm. Mình sẽ tặng nó cho những người thân yêu của mình. Đây là hoa gì? Nó đẹp quá. Nó có phải là hoa cúc, daisy không? Nó màu vàng nhưng không phải hoa cúc rồi. Hay nó là lotus, hoa sen, hay rose, hoa hồng? À, nó là hoa loa kèn, lily. Wow! Đây là hoa gì?
Ai đoán được nè? Có phải là hoa cúc daisy không? Không, sunflower hướng dương. Không luôn. Hay là rose hoa hồng? Không, nó là lotus hoa sen. Yay, đẹp làm sao. Còn bao nhiêu loại hoa nữa trong giỏ của mình? Hãy xem nào. Mình đang tự hỏi, đây là hoa gì? Mình biết hoa này. Bạn biết không, nó có phải là hoa cúc daisy không? Không, hoa la cèn lily. Không luôn. Hay nó là orchid hoa lan? Phải, nó chính là orchid. Màu hồng xinh xắn, mình thích hoa lan. Đó là hoa yêu thích của mình. Đây là hoa gì? Không phải sunflower hoa hướng dương. Không phải lotus hoa sen. Hay là lily hoa la cèn. Không, mình biết đó là daisy hoa cúc. Yay, tốt lắm. Các bạn đoán được tên các loại hoa trong giỏ của mình rồi. Làm tốt lắm. Mình đã rất vui khi học tên các loại hoa. Bạn vui không? Đăng ký để cùng học những bài học hay hơn với mình nhé. Hẹn gặp lại. Tạm biệt. Chào, mình là Ken. Wow, chuyện gì vừa xảy ra ở đây? Ôi trời, phòng mình bừa bộn quá. Đã đến lúc mình dọn dẹp rồi. Bạn sẽ giúp mình chứ? Được rồi, bắt đầu thôi. Mình muốn dọn dẹp căn phòng của mình thật nhanh chóng. Chúng ta phải nhặt tất cả đồ chơi của mình và cất chúng trở lại kệ. Đã sẵn sàng chưa? Woohoo! Quả bóng đá của mình. Và hai quả bóng rổ của mình. Mình tự hỏi mình có thể chứa được bao nhiêu quả bóng trong tủ của mình. Mình có bao nhiêu quả bóng rồi? Bạn giúp mình đếm chúng được không? Một quả bóng đá và hai quả bóng rổ. Một cộng hai bằng một, hai, ba. Đúng rồi, một cộng hai bằng ba. Chúng ta đã làm được. Chúng ta đã học cách cộng. Đặt chúng lên trên kệ của mình. Xe của mình. Nhìn xem mình có bao nhiêu chiếc ô tô đồ chơi. Có màu đỏ và vàng nữa. Wow, vroom vroom. Để xem, mình có hai xe hơi đỏ và hai xe hơi vàng. Vậy có bao nhiêu chiếc xe trong tủ của mình? Chúng ta có 1, 2, 3, 4. 2 cộng 2 bằng 4. Chúng mình hiểu rồi. Yay! Vroom vroom. Để chúng lên kệ thôi. Tiếp theo là gì? Sách. Vậy có bao nhiêu cuốn sách? Mình có nhiều sách quá. 3 quyển sách hồng và 3 quyển sách xanh. 3 cộng 3 bằng 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đúng vậy, 3 cộng 3 bằng 6. Tuyệt vời, làm tốt lắm. Bạn làm phép cộng giỏi thật. Để sách lên trên kệ của mình đi. Bây giờ lau sàn nhà thôi. Chúng ta còn thấy món gì nữa? Mình tìm thấy bút chì màu. Yay, mình có nhiều bút chì màu quá. Có bao nhiêu cây bút đây? Mình có thể để vừa trong kệ của mình không? 4 bút màu xanh lá và 4 bút màu xanh dương. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4 cộng 4 bằng 8. Làm tốt lắm. Tuyệt vời. Để nó lên kệ đi. Bây giờ phòng của mình trông rất sạch sẽ. Cảm ơn vì đã giúp đỡ. Tạm biệt. Hôm đó là một ngày nắng đẹp. Ken và Monday đang chơi một trận bóng rất căng thẳng. Ai sẽ ghi bàn? Monday đang giữ bóng và có vẻ như bạn ấy sẽ làm được. Cố lên Monday. Nhưng Ken đã bắt kịp. Ồ không, bạn ấy đã vấp phải một hòn đá. Ken tội nghiệp. Bạn ấy có vẻ rất đau. Bạn bè của họ, những chiếc xe tải chạy đến giúp đỡ. Đó là một vết thương lớn. Đừng khóc Ken, không sao đâu. Nghe nè, xe tải có một ý tưởng. Đó là gì?
Một kế hoạch để xây dựng một sân bóng đá. Đó là một ý tưởng tuyệt vời. Bắt tay vào làm thôi mọi người ơi. Đầu tiên, chúng ta loại bỏ tất cả các viên đá và đặt khung thành. Hoàn hảo. Yay. Đặt khán đài. Tuyệt vời. Và những bước hoàn thiện cuối cùng. Minh Đây và Ken cần trợ giúp để sơn sân bóng. Xe tải biết cách làm. Woohoo! Thật tuyệt. Nhảy lên đi Minh Đây. Wow. Chúng ta đã hoàn thành. Yay. Bây giờ là lúc để chơi. Nào mọi người, tham gia đi. Ken đang chạy với quả bóng và bạn ấy truyền nó cho bạn của mình. Đây rồi. Họ sẽ ghi bàn chứ? Rất tiếc. Quả bóng bật trở lại và Minh Đây đang đón nó. Nhìn bạn ấy kìa. Và bạn ấy sút vào khung thành. Woohoo! Chơi hay lắm Minh Đây. Thật là một ngày tuyệt vời. Ken chú voi con, hôm nay bạn thế nào? Chúng ta sẽ chơi một trò chơi đơn giản có tên là bạn có thể đếm được bao nhiêu. Vậy bạn có thể đếm được bao nhiêu? Bạn đã sẵn sàng chưa? Bắt đầu thôi. Chuối, món yêu thích của mình. Bạn có thể đếm được bao nhiêu quả chuối? Để xem. 1 2 3 4 5. Đúng vậy. Chúng ta có 5 quả chuối. Tuyệt vời. Tiếp theo là gì? Bạn có thể đếm được bao nhiêu chiếc ô tô? Chà, rất dễ dàng phải không? 1. Đó không phải là ô tô. 2 3. Tốt lắm. Chúng ta có 3 chiếc xe trong giỏ. Yay. Làm lại nha.
theo là gì? Bạn có thể đếm được bao nhiêu cây bút chì? Được rồi, bắt đầu. 1, 2, 3, 4, 5 và 6. Xuất sắc! Chúng ta có 6 bút chì, đếm tốt lắm. Wow, làm tốt lắm. Bạn có thể đếm được bao nhiêu món quà? 1, 2, 3, 4. Phải, đúng vậy. Bạn có muốn có 4 món quà trong ngày sinh nhật của bạn không? Mình cá là bạn sẽ thích. Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, bạn có thể đếm được bao nhiêu que kẹo? 1, 2, 3. Kẹo mút ngon ngon. 4, 5, 6, 7 và 8. Phải, chúng ta có 8 que kẹo. Dâm dâm. Chúng ta đếm thêm một vòng nữa nhé. Bạn đếm được bao nhiêu con bướm? 1, 2, 3, 4, 5 và 6. 6 con bướm. Những con bướm bay lượn. Bạn có thể đếm được bao nhiêu cốc? 1, 2 và 3. Đúng rồi, chúng ta có 3 cái cốc. Nhiều cốc uống trà quá. Bạn có thể đếm được bao nhiêu quả bóng? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Chúng ta có 8 quả bóng. Hãy tưởng tượng tất cả những điều thú vị bạn có thể làm với những quả bóng này. Bạn có thể đếm được bao nhiêu cây bút màu? Khá nhiều đây. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 bút chì màu. Wow, bạn có thể vẽ những bức tranh đầy màu sắc với những cây bút này. Và cuối cùng, bạn có thể đếm được bao nhiêu nút? 1, 2. Phải, chỉ 2 thôi, 2 nút màu hồng. Lại một lần nữa. Được rồi, mình thấy rồi. Bạn có thể đếm được bao nhiêu con diều? Ok, sẵn sàng chưa? 1, 2, 3 và 4 con diều màu hồng. Tuyệt vời, 4 con diều bay trong gió. Làm tốt lắm. Bạn có thể đếm được bao nhiêu cái bánh nướng nhỏ? 1, 2, 3, 4. 4 bánh cupcake. Ngon lành cho mình ăn. Ok, bạn có thể đếm được bao nhiêu chìa khóa? 1 và 2. 2 chìa khóa. Xuất sắc. Wow, bạn thực sự giỏi trong việc này. Bạn có thể đếm được bao nhiêu cái mũ? Đúng vậy, chỉ 1 cái thôi. Yay! Và bây giờ, bạn có thể đếm được bao nhiêu quả cà chua? 1, 2, 3, 4, 5. 5 quả cà chua ngon ngọt. Mình có thể nấu một cái gì đó ngon với chúng. Yay! Các bạn làm tốt lắm. Các bạn đã đếm thật tuyệt vời. Làm tốt lắm. Hẹn gặp lại. Tạm biệt.
Chào các bạn, mình là Ken, chú voi con. Và hôm nay mình đang ở một sân chơi. Và hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu những thứ mà các bạn thấy trong một sân chơi. Hoan hô, không phải tất cả chúng ta đều thích đến sân chơi sao? Ồ, hãy đoán xem đây là cái gì? Nó dài, có hai tay cầm ở hai bên. Ồ, nó có bật lên xuống không? À, mình biết là gì rồi. Bạn có biết không? Đó là một cái bập bên. Làm tốt lắm. Lên, xuống, lên, xuống. Đây là gì? Nó trông giống như một cái xích đu. Mình thích lắm. Mình thích xích đu. Tuyệt vời. Đoán hay lắm. Tới lui, tới lui. Ồ, cái gì đây? Đó là một vòng đu quay. Xoay vòng nào, xoay vòng nào, hay xoay. Yay! Đây có thể là gì? Nó là một con ngựa. Một con ngựa nhún. Yay! Ồ, cái gì đây? Một cái thủng và một cái xô. Đây chắc chắn là hố cát rồi. Yay! Mình thích chơi trong hố cát và xây lâu đài. Ồ, cái gì đây? Hơ, là một món đồ yêu thích khác của mình. Nó là cầu tuột. Nào đi thôi. Chơi lại đi. Ồ, mình thích nó quá. Cái gì đây? Thanh khỉ. Trèo lên chơi thôi. Thật là vui. Các bạn nghĩ sao? Có vẻ như chúng ta đã đoán được tất cả mọi thứ trong sân chơi. Làm tốt lắm. Thật sự rất vui. Mình nôn nóng đi chơi ngay bây giờ quá. Nào, đi với mình. Chào, mình là Ken. Ken, chú voi con. Chào buổi sáng. Mình đang chuẩn bị đến trường. Đây là chiếc cặp đi học của mình. Cặp của mình bị mở ra rồi. Nó trống rỗng. Tất cả mọi thứ nằm rải rác xung quanh phòng. Mình phải tìm chúng lại thôi. Bạn có thể giúp mình không? Bút chì của mình ở đâu? Bạn có thấy không? Bạn có thấy nó nằm ở đâu không? À, nó đây rồi. Trên giường của mình. Làm tốt lắm. Hộp cơm trưa của mình ở đâu? Bạn có thấy không? Ở đây hả? Đây rồi. Làm tốt lắm. Bạn có thể tìm bút chì màu của mình không? Chúng có thể ở đâu? Ở đây hả? Không, ở đây. Không, à chúng đây rồi. Ở trên giường. Hay quá. Bây giờ thì chai nước của mình đâu? Mình cần chai nước. Chúng có thể ở đâu? Đây rồi. Bên cạnh chậu cá vàng. Hay lắm. Gần xong rồi. Mình chỉ cần tìm sách của mình nữa thôi. Chúng có thể ở đâu? Chúng đây rồi. Ngay bên cạnh giường của mình. Và cuối cùng, nhưng không kém phần quan trọng, mình cần tìm trái bóng của mình. Bạn có thể giúp mình tìm nó được không? Nó ở đây hả? Không. Nó đó. Nó đây rồi. Mình đã để nó trên ghế bành. Làm tốt lắm. Bạn đã tìm thấy đủ đồ của mình. Cảm ơn rất nhiều vì giúp đỡ mình. Bỏ hết vào cặp đi học của mình. Woohoo! Lần này mình sẽ đóng cặp lại. Mình đi học đây. Ồ, đừng quên chai nước. Tạm biệt các bạn.
Hẹn gặp lại lần sau. Chào các bạn, mình là Ken, Ken chú voi con. Và mình đang học cách đếm từ 1 đến 10. Wow, nghe vui đúng không? Đúng. Yeah. Nhưng trước khi học đếm, mình có một danh sách mua sắm và mình phải đi siêu thị để mua tất cả những thứ cần thiết trong danh sách của mình. Bạn sẽ giúp mình chứ? Đúng không? Đi thôi nào. Đi nào. Đây, để xem món đầu tiên trong danh sách của mình là gì nhé. Một hộp sữa. Được rồi, một hộp sữa. Đây rồi. Xong. Cái gì đây? Ồ, hai quả táo. Được rồi, mình sẽ lấy vài quả táo. Chúng đây rồi. Trong giỏ của mình. Một, hai quả táo. Xong. Tiếp theo là gì? Bánh quy giòn. Ba gói bánh quy giòn. Cho chúng vào giỏ hàng. Một, hai, ba. Woohoo! Làm được rồi. Tiếp theo là bốn lọ mứt. Dâng. Xem chúng nhảy vào giỏ hàng của mình nè. Bốn lọ mứt. Xong. Tiếp theo là gì? 5 gói bánh quy. Mình thích nó. Mình yêu bánh quy. 1 2 3 4 5. Woohoo! Tuyệt vời. Cảm ơn đã giúp mình. Tiếp theo. Tiếp theo là gì đây? Hãy lấy 6 quả cà rốt. Còn 5 món nữa là đủ. Tiếp theo, 6 cà rốt. Bạn đếm tới 6 với mình nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 cà rốt. Đã mua xong. Cảm ơn. Đây là gì? 7 bông cải xanh. Mình sẽ làm súp bông cải xanh. Để chúng vào trong giỏ hàng thôi. 1, 2, 3, 4, 5, 6 và 7 bông cải xanh. Sẽ ngon lắm đây. Tiếp theo là gì? 8 quả cà chua. Wow. Bạn đếm được chứ? Chúng nhảy vào giỏ hàng nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Và 8 quả cà chua trong giỏ.
chúng ta sắp xong rồi. Chúng ta cần 9 quả chuối. Ồ, mình thích chuối. Nó giúp mình mạnh mẽ hơn. Cùng đếm 9 quả chuối nào. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 và 9. Yay! Xong. Và cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, chúng ta có 10 cái bánh nướng xốp. Còn có món tráng miệng đây. 10 bánh nướng trong giỏ hàng của mình. Chúng nằm sẵn trong hộp rồi. Đẹp và dễ lấy. Xong. Để mình xem. Mình mua xong rồi. Chúng mình kiểm tra xem mình đã mua gì nhé. 1 hộp sữa, 2 quả táo, 3 gói bánh quy giòn, 4 lọ mứt, 5 gói bánh quy, 6 củ cà rốt, 7 bông cải xanh, 8 quả cà chua, 9 quả chuối, 10 bánh nướng xốp. Wow! Chờ một chút, mình đã học đếm từ 1 đến 10. Bạn có thấy vậy không? Yay! Chúng mình đã làm được điều đó cùng nhau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Xuất sắc! Mình tên là Ken. Mình là một chú voi con. Hôm nay đi mua sắm thật vui. Mình đã học cách đếm đến 10. Cảm ơn nhiều. Mua sắm với bạn vui lắm. Hẹn gặp lại. Tạm biệt. Chào các bạn, mình là Ken, chú voi con. Cùng chơi một trò chơi thú vị về xếp hình phương tiện giao thông nha. Yay! Hãy bắt đầu với chiếc ô tô. Màu đỏ, màu yêu thích của mình. Bây giờ chúng ta nên ghép mảnh nào trước? Mảnh ghép ở góc. Đó là một ý tưởng tuyệt vời. Đó là cây. Mảnh này trông giống như mặt đất. Phải. Mảnh này chắc là ở góc trên cùng, vì nó là hình cây. Tuyệt, tốt lắm. Bạn đã tìm thấy mảnh dưới cùng rồi. Mảnh này giống như một phần cửa sổ. Ồ, phải. Tốt lắm. Xoay ngược nó lại. Đây là mảnh trên cùng của chiếc ô tô. Một chút hàng rào. Đó là tay nắm cửa. Cái nào? Cái phía trước. Bầu trời và đám mây chắc là ở trên cùng. Tay nắm cửa còn lại. Đây là phần phía trước của chiếc xe. Ghép bánh xe vào thôi. Ôi. Yay! Và đây là phía bên kia của hàng rào. Và cuối cùng là bánh trước. Làm tốt lắm. Bạn làm được rồi. Rum rum. Chúng ta ghép hình một chiếc xe buýt trường học đi. Chúng ta sẽ ghép các phần góc trước nhé. Yay! Mảnh dưới cùng, một phần đường. Và bầu trời phải ở góc trên cùng bên trái. Và góc trên cùng bên phải. Yay! Hoàn hảo. Góc dưới cùng bên trái đâu rồi? Nó đây rồi. Ghép thêm bầu trời và phần nóc xe buýt đi. Trông giống như mấy cái cửa sổ. Yay! Nó là cửa phía sau. Và một bánh xe. Và bầu trời nữa. Chà, bức hình ghép này sắp hoàn thiện rồi đây. Nhìn nè, cỏ và cây chắc là ở phía trước. Mảnh ghép cuối cùng của bầu trời. Tuyệt vời. Các cửa sổ phải nằm cạnh các cửa sổ khác. Và những cửa sổ cuối cùng. Ghép bánh xe thôi. Có vài cái cây và một chút mây ở phía trên. Và phần còn lại của con đường ở cuối xe buýt. Làm tốt lắm. Vòng xoay bên xe buýt, chúng nó xoay vòng. Một chiếc xe tải tuyệt vời. Mình thích nó. Đó là một chiếc xe tải thám hiểm. Bây giờ bạn có thể đoán mảnh nào nằm ở đâu không? Ồ, phải rồi, một đám mây ở góc trên. Con đường và bãi cỏ ở phía dưới. Mảnh này phải là góc trên cùng bên phải. Một vài bông hoa. Xoay lại đi. Nó là một đám mây. Yeah, làm tốt lắm. Nó trông có vẻ như là một con đường. Phải, đôi khi chúng ta phải xoay các mảnh bởi vì chúng không phải lúc nào cũng nằm đúng hướng. Trông giống như phần trên của xe. Yay!
một vài bông hoa nữa, phải là ở phía dưới. Bánh xe. Bánh phía trước. Đó là một phần của bánh sau. Xoay lại đi. Yay! Đó phải là phần trước, nơi có cây cối. Và tay nắm cửa. Tuyệt vời, bạn ghép xong rồi, làm tốt lắm. Thật tuyệt vời, thật là vui. Các bạn làm rất tốt, hẹn gặp lại lần sau. Tạm biệt. Theo dõi để xem nhiều hơn. Ken, chú voi con. Yay!